Nhằm đáp ứng nhu cầu phân bón cho hội viên và bà con nông dân, năm 2023, công ty cổ phần Super Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với hội nông dân tỉnh cung ứng từ 8 đến 9.000 tấn phân bón các loại theo hình thức chậm trả. Trong đó 3.000 tấn đã cung ứng cho sản xuất vụ xuân trong quý 1. Dự kiến vụ mùa trong tháng 6 và tháng 7, công ty sẽ cung ứng tiếp 3.000 tấn nữa. Số còn lại sẽ tiếp tục cung cấp cho người dân trong quý 4 năm 2023. Chương trình hỗ trợ phân bón trả chậm nhằm tạo điều kiện cho nông dân kịp thời đầu tư sản xuất, đồng thời tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, kịp thời sản xuất đúng khung thời vụ, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và thu nhập.